hello xin chào quý vị và các bạn và chúng ta gặp lại hôm nay và hôm nay tôi có một câu chuyện muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn coi như là một chút tâm sự thì tôi vừa có một người quen còn đang sống tại việt nam và gia đình anh ấy cũng sắp sửa đi định cư tại mỹ và hầu như tất cả những thủ tục cần thiết cũng đã gần hoàn thành mà cho đến bây giờ anh ấy rất băn khoăn và anh muốn hỏi và có một câu trả lời rằng liệu bây giờ bảo có tuổi 50 anh có nên đi định cư tại Mỹ hay không? Và đặc biệt về hoàn cảnh gia đình của anh hiện nay nó có những cái điểm tương đồng với gia đình của tôi cách đây hơn 10 năm trước gia đình cũng có năm thành viên hai vợ chồng và ba người con và ba người con đều trong cái tuổi cần phải học hành và đang học hành và muốn có một cái tương lai nó tốt đẹp nó dễ dàng hơn cho một cuộc sống mới và tôi cũng nhận thấy hiện nay cũng có rất nhiều người tới trụ chủ... trung niên mới có đủ điều kiện đi định cư tại Mỹ. Nhưng lúc này thì thường thường mọi người trước khi đi định cư là giấy lên một cái nỗi băn khoăn trong lòng rằng liệu qua Mỹ khi có tuổi rồi thì có thể sống và tồn tại, được không? Thật ra, sang định cư tại Mỹ được xem là giấc mơ của rất nhiều người. Tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện để có thể sang Mỹ định cư khi tuổi đời còn trẻ, cả tầm 18 đôi mươi. Thì có rất nhiều người phải tới khi ở cái tuổi chớm già mới có đủ điều kiện đi qua mỹ và chính lúc này là một lựa chọn rất là khó khăn khi mọi việc mọi thứ trong cuộc sống vào cái tuổi này nếu ở việt nam thì cũng đã đi vào ổn định và nếu như bây giờ đi định cư tại mỹ thì kể như là phải bỏ hết tất cả và làm lại từ đầu trong một cuộc sống hoàn toàn mới lạ đúng ra bây giờ tôi cũng rất dễ dàng để đưa ra một câu trả lời cho người bạn của tôi vì ít ra tôi cũng đã định cư và sống tại mỹ một thời gian đủ dài để mình có những trải nghiệm và có những cái cảm nhận nhận xét mình đưa ra một lời khuyên nhưng mặc dù cái câu trả lời cảm thấy là nó dễ dàng nhưng mà để có một cái kết một lời kết luận chính xác có nên đi hay không thì cũng là một điều rất là khó bởi cái quan niệm sống, quan điểm sống của mỗi người nó không giống nhau. Và nhất là cái cảm nhận những cái hạnh phúc, những cái niềm vui trong cuộc sống của mỗi người nó cũng khác nhau. Có khi có những người niềm vui, những niềm hạnh phúc rất là đơn sang đơn giản người ta có thể cảm nhận nó ở chung quanh với một cái điều nó rất là nhỏ nhoi đơn giản nhưng cảm thấy vui nhưng mà có những người nếu không bằng lòng không chấp nhận với những gì hiện tại mình đang có thì niềm hạnh phúc người ta đang tìm kiếm nó rất xa vời. Thậm chí người ta cảm nhận như đang sống. Trong một cái thế giới toàn một màu đen, ảm đạm. Nhưng dù sao, vì cái câu hỏi của người quen, mặc dù tôi không đưa ra một lời kết luận, một câu trả lời khẳng định nên đi hay không đi mà tôi chỉ xin gửi đến và chia sẻ đến bạn và nhân đây cũng chia sẻ đến quý vị và các bạn những người nào đang có kế hoạch sắp sửa định cư tại Mỹ những cái nhận xét cảm nhận của tôi trong thời gian đã định cư và sinh sống tại Mỹ. Mà trước khi trả lời câu hỏi này, tôi cũng chia sẻ một chút về bản thân tôi. Thì trước khi đi định cư tại Mỹ, sống tại Việt Nam, mặc dù tôi không phải là một kỹ sư bác sĩ hay là một cán bộ cơ quan nhà nước để có những cái mức thu nhập cao, Tôi chỉ là một người kinh doanh mua bán tự do ở bên ngoài. Nhưng với cái mức thu nhập nó không nhiều nhưng mà cuộc sống tạm ổn định có thể một mình với cái thu nhập hàng tháng tôi có thể lo toan và chi phí cho cuộc sống gia đình của mình một cách thoải mái và còn dư giả một chút ít để tiết kiệm và tuổi già. Và khi tôi đi định cư đến Mỹ, thì xuất phát điểm ban đầu của mỗi người chúng ta có thể khác nhau. Nhưng khi sang Mỹ, rồi ai cũng phải bắt đầu lại từ con số 0. Và ở Mỹ có một câu nói mà tôi thấy rất là tâm đắc là chẳng bao giờ là quá muộn và theo tôi nghĩ là đúng là như vậy thì ở đâu thì cũng vậy chỉ cần có cố gắng mình quyết tâm thì mình nghĩ cuộc sống nó cũng sẽ ổn định là không phải lo sợ gì nhiều nói như vậy nhưng mà lúc đầu khi tôi đến định cư tại mỹ phải nói tâm lý mình cũng rất là trong chơi những suy nghĩ đôi lúc cũng bị dao động những ngày đầu mới định cư tại mỹ thậm chí trong tư tưởng có những lúc mình cứ dằn vặt cứ băn khoăn bây giờ nên ở hay nên trở về việt nam mặc dù là trước khi có hồ sơ phỏng vấn ở lãnh sự quán Mỹ, tôi cũng đã rất phân vân. Bạn bè, người thân đều khuyên tôi nên ở lại Việt Nam. Sau khi suy nghĩ thận trọng và cân nhắc, mình sẽ được gì và mất gì cho bước ngoặt của cuộc đời, tôi cũng quyết định ra đi. Và hiện nay đối với tôi thì tôi thấy khi mình ra đi tôi đã mất đi một công việc khá là tốt. Đôi lúc có nhiều người, người ta đang mơ ước của một gia đình không giàu có, nhưng có một mức sống, à, mức sống ở hàng trung lưu ở Việt Nam. Thì tuổi đã chấm già mà bây giờ tôi phải làm lại từ đầu. Đây là một điều vô cùng khó khăn. Rồi xa những người bạn thân thiết, thân yêu. Những mối quan hệ làm ăn gần gũi. Trong những sinh hoạt hàng ngày khi ra đây tôi rất là nhớ. Và những cái tôi cảm nhận và nhận xét là mình đang được và đã được. Là những đứa con của tôi đã được học hành trong một nền giáo dục hàng đầu của thế giới. Và con của tôi cũng đã được kinh doanh, làm ăn trong một cái thể chế, trong một cái luật pháp nó rõ ràng và công bằng với công sức khi các con bỏ ra và cơ hội cho con của tôi nó tìm kiếm nó dễ dàng và nó dễ nắm bắt hơn và khi tôi làm cái video này để chia sẻ đến quý vị và các bạn thì tôi cảm nhận tôi thấy còn rất là nhiều người việt đang sống ở việt nam hay ở mỹ thường đứng trên quan điểm vật chất là tiền bạc để đánh giá cuộc sống nơi nào tốt hơn. Mà nhiều người quên rằng, người sống trong xã hội nào đi nữa, thì tiền bạc, ngoài tiền bạc, còn có những giá trị tinh thần. Mà nếu thiếu đi thì cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa và rất buồn chán, cho dù chúng ta có rất nhiều tiền. Thì hiện nay Thật ra công việc của tôi đi làm cho một cái công ty. Thì giờ lương nó cũng nằm ở trên cái mức tối thiểu của tiểu bang Cali một chút. Và một ngày tôi cũng làm 8 tiếng. Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của mình cũng vui vẻ khi nhìn thấy các con của tôi cũng đã đi dần và ổn định cuộc sống của chúng nó và tôi thấy chắc chắn rằng các cháu nếu không có thành đạt như những gì mà mình mong muốn thì ít ra các cháu cũng có một cuộc sống nó ổn định và không phải lo lắng bươn chải khó khăn. Nếu bây giờ các cháu còn sống ở Việt Nam và hiện tại tôi cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc và bằng lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình. Và một điều tôi nghĩ theo cái cảm nhận chủ quan của mình tôi chia sẻ đến quý vị và các bạn là khi cũng vào cái tầm tuổi 50 khi đến Mỹ tôi không đặt nặng vấn đề là để tìm cơ hội mà vì tương lai của các con của tôi nên tôi cảm thấy thanh thản và tự giải đáp rằng trong cuộc sống cái gì cũng có cái giá của nó và cũng không như có cái gì mà nó tự nhiên nó đến một cách dễ dàng cả và vấn đề là khi đã chọn thì phải chấp nhận để mà vui để mà sống với cuộc sống của mình và vào thời điểm hiện tại thì cuộc sống của tôi cũng tạm gọi là ổn định khi các cô cũng đã lớn đã có gia đình riêng đã có cuộc sống riêng và vào ở cái tuổi của vợ chồng tôi bây giờ cái điều quan trọng nhất cần thiết nhất bây giờ là sức khỏe nhưng mà mình nhận thấy đang sống tại mỹ thì cái chế độ cái bảo hiểm cái y tế của nước mỹ đối với người già nó tương đối tốt cho nên đó là một điều mình cảm thấy yên tâm trong cuộc sống và qua những chia sẻ những cảm nghĩ những suy nghĩ tôi cũng đã từng trải qua những băn khoăn những dây dứt của một người vào tuổi trung niên vào cái tuổi chớm già ở việt nam mà phải bỏ lại tất cả để đi định cư tại mỹ phải làm lại từ đầu bắt đầu từ con số không như một người bạn vừa có câu hỏi để tôi trả lời thì như ban đầu tôi cũng đã chia sẻ mặc dù đến lúc này để đưa ra câu trả lời với tôi cho người bạn thì nó cũng dễ nhưng mà rất khó để khẳng định là có nên đi hay không đi nhắc vào thời điểm này do tình hình dịch bệnh kinh tế bị khó khăn, bị ảnh hưởng tình khắp cả thế giới, không riêng gì nước Mỹ. Cho nên cuộc sống, mọi nơi, công việc, mọi nơi đều khó khăn. Cho nên, vào thời điểm này, để đưa ra một quyết định, tôi nghĩ cũng là một khó khăn cần cân nhắc, cẩn trọng. Nhưng mà tôi hy vọng rằng với những chia sẻ khi chúng ta đi định cư tại Mỹ sẽ mất gì và chúng ta sẽ được gì thì tôi nghĩ bạn sẽ có một câu trả lời cho mình và có một quyết định nó đúng và sáng suốt. Và đến đây tôi xin dừng video ở đây và xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi video và mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh và bấm like và subscribe đăng ký kênh xin cảm ơn và xin tạm biệt quý vị và các bạn